Điều học thứ bảy 101 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakaya, Thích Ca, trong thành Kabi Lavatu, Ca Tì La Dệ, Diện Nikroda. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư bảo các tỳ khưu ni giặc, bảo nhuộm và bảo chải các lông cừu. Trong khi giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chạy các lông cừu, các tỳ khưu ni sao lãng việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc tu tập tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Khi ấy, bà Maha Bajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với bà Maha Bajapati Gotami đang đứng một bên điều này này Gotami, chắc hẳn các tỳ khưu ni sống không có dễ vui, tin cần và bản thân có nỗ lực. Bạch ngài, sự không dễ vui của các tỳ khưu ni từ đâu có được khi các ngài đại đức nhóm lục sư bảo các tỳ khưu ni chặt, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu. Trong khi giặt trong khi nhuộm và trong khi chải các lông cừu, các tỳ khưu ni sao lãng việc đọc tụng, việc dấn hỏi, việc tu tập tăng thượng giới tăng thượng tâm tăng thượng tuệ khi ấy đức thế tôn đã chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho bà maha gotami bằng bài pháp thoại sau đó khi đã được đức thế tôn chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại bà maha gotami đã đảnh lễ đức thế tôn hướng dai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo các tỳ khưu ni giặc, bảo nhuộm và bảo chải các long cừu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này các tỳ khưu, là các nữ thân quyến của các ngươi hay không phải là các nữ thân quyến bạch thế tôn không phải là các nữ thân quyến này những kẻ rồ dại những người nam không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng những người nữ không phải là thân quyến này những kẻ rồ dại trong trường hợp ấy sao các ngươi lại bảo các tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc bảo nhuộm và bảo chạy các lông cừu vậy. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm luật sư bằng nhiều phương thức Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm diệt trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện." nhằm ngăn ngừa các lậu hoạt trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoạt trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu nào bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc hoặc bảo nhuộm hoặc bảo chải các lông cừu thì vật ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị 102 vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão trên mười năm tỳ khưu mới tu dưới 5 năm năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi bhikkhu vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu vị hiền thiện là tỳ khưu vị có thực chất là tỳ khưu vị thánh hữu học là tỳ khưu vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là tỳ khưu ở đây vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này người nữ không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có sự liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Bảo giặc vị chỉ thị rằng hãy giặt thì phạm tội dukata tác ác. Các lông cừu đã được giặt thì phạm vào nisagiya. Bảo nhuộm, vị chỉ thị rằng hãy nhuộm thì phạm tội dukata tác ác. Các lông cừu đã được nhuộm thì phạm vào nisagiya. Bảo chảy vị chỉ thị rằng hãy chảy, thì phạm tội dukata tác ác các lông cừu đã được chảy, thì phạm vào nisagiya nên được xả bỏ đến hội chúng hoặc đến nhóm hoặc đến cá nhân và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng ngồi chồm hỏm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch các ngài các lông cừu này của tôi đã được bảo các tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc giờ cần được xả bỏ tôi xả bỏ các lông cừu này đến hội chúng sau khi xả bỏ nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực và các lông cừu đã xả bỏ nên được cho lại và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi các lông cừu này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy là vật phạm vào nishagiya đã được xả bỏ đến hội chúng nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên cho lại các lông cừu này đến vị tỳ khưu tên như vậy vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng ngồi chồm hõm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch các ngài các lông cừu này của tôi đã được bảo các tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc giờ cần được xả bỏ tôi xả bỏ vật này đến các đại đức sau khi xả bỏ nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực và các lông cừu đã xả bỏ nên được cho lại và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực xin đại đức hãy lắng nghe tôi các lông cừu này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy là vật phạm giàu nishagiya đã được xả bỏ đến chư đại đức nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức chư đại đức nên cho lại các lông cừu này đến vị tỳ khưu tên như vậy vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai ngồi chồm hõm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch đại đức các lông cừu này của tôi đã được bảo các tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặc giờ cần được xả bỏ tôi xả bỏ các lông cừu này đến đại đức sau khi xả bỏ nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy và các lông cừu đã xả bỏ nên được cho lại tôi cho lại đại đức 103 không phải là thân quyến nhận biết không phải là thân quyến vị bảo giặc các lông cừu thì phạm tội nishagiya bachitiya ưng xả đối trị không phải là thân quyến nhận biết không phải là thân quyến vị bảo giặc bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội nisagiya bachitia và tội dukata tác ác không phải là thân quyến nhận biết không phải là thân quyến vị bảo giặc bảo chải các lông cừu thì phạm tội nisagiya bachitia và tội dukata tác ác không phải là thân quyến nhận biết không phải là thân quyến vị bảo giặc, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya, Bachitiya và hai tội Dukata, tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. dị bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya, Bachitiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. dị bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya, Bachitiya và tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm, bảo giặt các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bacitiya và tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm, bảo chảy, bảo giặt các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bacitiya và hai tội dukata tác ác không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bacitiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo chải bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bacitiya và tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. Vị bảo chải bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya và tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến. vị bảo chảy, bảo giặc, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bajitiya và hai tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi. vị bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bajitiya ưng xã đối trị. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, dị bảo giặc, bảo nhuộm các lông cừu, thì phạm tội Nisagiya Bajitiya và tội Dukata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, dị bảo giặc, bảo chải các lông cừu, thì phạm tội Nisagiya Bajitiya và tội Dukata, tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, dị bảo giặc, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisragiya, Bachitiya và hai tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, dị bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisragiya, Bachitiya. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, dị bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisragiya, Bachitiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, dị bảo nhuộm, bảo giặc các lông cừu, thì phạm tội Nisagiya Bachitya, và tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, dị bảo nhuộm, bảo chảy, bảo giặc các lông cừu, thì phạm tội Nisagiya Bachitya, và hai tội dukata tác ác không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo chải các lông cừu thì phạm tội nisagiya bachitiya không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo chảy, bảo giặc các lông cừu thì phạm tội nisagiya bachitiya và tội dukata tác ác không phải là thân quyến có sự hoài nghi vị bảo chải bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya và tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị bảo chảy, bảo giặc, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bajitiya và hai tội Dukkata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo giặc các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bajitiya ưng xã đối trị không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo giặc bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội nisagiya bachitia và tội dukata tác ác không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo giặc bảo chải các lông cừu thì phạm tội nisagiya bachitia và tội dukata tác ác không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến. Vị bảo giặc, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisragiya, Bachitiya và hai tội Dukhata, tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến. Vị bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nisragiya, Bachitiya. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến. Vị bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm tội nisagija bacitija và tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo nhuộm, bảo giặt các lông cừu thì phạm tội Nisagiya, bacitija và tội dukata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị bảo nhuộm, bảo chải, bảo giặt các lông cừu thì phạm tội nisagija bacitija và hai tội Dukata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến. Vị bảo chải các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bacitiya. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến. Vị bảo chải bảo giặt các lông cừu thì phạm tội Nisagiya Bacitiya và tội Dukata tác ác. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến vị bảo chảy, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội nisagiya bachitiya và tội dukata tác ác không phải là thân quyến lầm tưởng là thân quyến vị bảo chảy, bảo giặc bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội nisagiya bachitiya và hai tội dukata tác ác vị bảo giặc các lông cừu của vị khác thì phạm tội dukata tác ác Vị bảo cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng giặc thì phạm tội Dukata tác ác. Là thân quyến, lầm tưởng không phải là thân quyến, phạm tội Dukata tác ác. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội Dukata tác ác. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội. 104 khi vị tỳ khưu ni là thân quyến đang giặt có vị tỳ khưu ni thứ nhì không phải là thân quyến phụ giúp vị tỳ khưu ni giặt khi chưa được nói vị bảo giặt vật đã là thành phẩm chưa được sử dụng vị bảo cô ni tu tập sự vị bảo sa di ni vị bị điên vị vi phạm đầu tiên thì vô tội dứt điều học thứ bảy Điều học thứ 8. 105. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Dương Xá Veluvana, trúc lâm nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda, con trai dòng Sakaya, là vị thường tới lui với gia đình nọ và là vị nhận bữa ăn thường kỳ. Khi nào gia đình ấy có được vật thực loại cứng hoặc loại mềm phần chia trong số đó được để dành cho đại đức upananda con trai dòng sakaya vào lúc bấy giờ gia đình ấy có được miếng thịt nhằm lúc chiều tối trong số đó phần chia của đại đức upananda con trai dòng sakaya được để dành lại đến canh cuối của đêm đứa bé trai của gia đình ấy thức dậy khóc lóc rằng hãy cho con thịt khi ấy Người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này: "Hãy cho đứa bé phần chia của ngài Đại Đức. Sau khi mua phần khác, tôi sẽ dâng ngài." Sau đó vào buổi sáng, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, đã mặc y, cầm y bát đi đến gia đình ấy. Sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp Đại Đức Upananda con trai dòng sakaya sau khi đến đã đảnh lễ đại đức upananda con trai dòng sakaya rồi ngồi xuống ở một bên khi đã ngồi xuống một bên người đàn ông ấy đã nói với đại đức upananda con trai dòng sakaya điều này thưa ngài hôm qua lúc chiều tối có được miếng thịt trong số đó phần chia của ngài đại đức đã được để dành thưa ngài vào canh cuối của đêm Đứa bé trai này đã thức dậy khóc lóc rằng: "Hãy cho con thịt. Phần chia của ngài Đại đức đã được cho đến đứa bé. Thưa ngài, hãy để vật gì đó được mang lại với một đồng tiền." "Này đạo hữu, đồng tiền đã được ta từ bỏ." "Thưa ngài, đúng vậy, đã được từ bỏ. Này đạo hữu, hãy trao cho ta chính đồng tiền ấy." khi ấy người đàn ông ấy đã trao đồng tiền cho đại đức upananda con trai dòng sakaya rồi phàn nàn phê phán chê bai rằng chúng tôi nhận lãnh tiền bạc như thế nào thì các sa môn thích tử này thọ lãnh tiền bạc y như thế các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, lại thọ lãnh tiền bạc? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi thọ lãnh tiền bạc, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này kẻ rồ dại vì sao ngươi lại thọ lãnh tiền bạc vậy này kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách đại đức upananda con trai dòng sakaya bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật dành này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu nào nhận lấy hoặc bảo nhận lấy vàng bạc hoặc ưng thuận vàng bạc đã được mang đến thì vật ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị 106. vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão trên mười năm tỳ khưu mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên 5 năm năm vị ấy được gọi là vị nào tỳ khưu vị đi khất thực là tỳ khưu vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu là tỳ khưu do sự thừa nhận là tỳ khưu do tự mình xác nhận là tỳ khưu khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu hãy đi đến ehi bikhu vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu vị hiền thiện là tỳ khưu vị có thực chất là tỳ khưu vị thánh hữu học là tỳ khưu vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là tỳ khưu ở đây vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này vàng nghĩa là màu da của bậc đạo sư được nói đến bạc nghĩa là đồng tiền kahapana tiền masaka bằng đồng tiền masaka bằng gỗ, tiền masaka bằng nhựa cánh kiến, những vật nào dùng trong việc buôn bán. Nhận lấy, bản thân cầm lấy thì phạm vào gia Bảo nhận lấy, bảo người khác cầm lấy thì phạm vào gia Hoặc ưng thuận vàng bạc đã được mang đến, hoặc ưng thuận vàng bạc đã được mang đến nói rằng vật này hãy là của ngài thì phạm vào nisagi nên được xả bỏ ở giữa hội chúng và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng ngồi chồm hõm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch các ngài tôi đã thọ lãnh vàng bạc vật này nên được tôi xả bỏ tôi xả bỏ vật này đến hội chúng sau khi xả bỏ nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực nếu có người phụ diệt chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi ấy thì nên nói với người ấy rằng này đạo hữu hãy nhận biết vật này nếu người ấy nói rằng với vật này hãy để cho vật gì được mang lại không nên nói rằng hãy mang lại vật này hoặc vật này nên đề cập đến vật được phép là bơ lỏng hoặc dầu ăn hoặc mật ong hoặc đường mía nếu người ấy sau khi dùng vàng bạc ấy trao đổi và đem lại vật được phép thì tất cả nên thọ dụng trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc nếu điều ấy có thể đạt được như vậy như thế việc này là tốt đẹp nếu không thể đạt được thì nên nói với người ấy rằng này đạo hữu hãy quăng bỏ vật này nếu người ấy quan bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu người ấy không quan bỏ, thì nên chỉ định vị quan bỏ vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện. Là vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Là vị biết vật đã được quan bỏ hoặc chưa được quăng bỏ và này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy trước hết vị tỳ khưu nên được yêu cầu sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quăng bỏ vàng bạc đây là lời đề nghị Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ khưu tên như vậy là vị quan bỏ vàng bạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị Tỳ khưu tên như vậy là vị quan bỏ vàng bạc, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị Tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị quan bỏ vàng bạc sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ý sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội Dukkata tác ác. 107 vàng bạc Nhận biết là vàng bạc Vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội Nisagiya, Bachitiya, ưng xã đối trị. Giàng bạc có sự hoài nghi, vị thọ lãnh giàng bạc thì phạm tội Nisagiya, Bachitiya. Giàng bạc, lầm tưởng không phải là giàng bạc, vị thọ lãnh giàng bạc thì phạm tội Nisagiya, Bachitiya. Không phải là giàng bạc, lầm tưởng là giàng bạc, phạm tội Dukata tác ác không phải là dàn bạc, có sự hoài nghi, phạm tội Dukhata, tác ác. Không phải là dàn bạc, nhận biết không phải là dàn bạc, thì vô tội. 108 Sau khi nhạc lấy hoặc bảo nhạc lấy ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong chỗ ngủ, vị giữ lại nghĩ rằng là của ai, người ấy sẽ mang đi. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 8